hôm nay là clip đầu tiên mà mình làm để cho mọi người xem. Mọi người thấy xung quanh mình có rất là nhiều gấu nè, đúng không? Cái con gấu rất là dễ thương, đúng không? Và cái mình làm cái clip này là nhân dịp một chị đồng nghiệp là giáo viên, chị đặt tố bông tốt nghiệp để tặng cho các em học sinh lớp 9 nhân dịp mà các em làm lễ tốt nghiệp cuối cấp học. Và bây giờ thì để chỉ một chú gấu bông như thế này, gấu bông bình thường không phải là gấu bông tốt nghiệp, trở thành chú gấu bông tốt nghiệp như thế này thì mình phải làm sao? Mình phải dán nón lên cho chú nè. Mình có rất là nhiều nón đây, nón lẻ như thế này rồi nha, dán bằng tốt nghiệp lên nè, đó đó rồi. Và để đặc biệt hơn nữa thì mình sẽ dùng bút, bút này là một cái loại bút chuyên dụng để vẽ lên vải, và khi mà dơ thì chúng ta có thể giặt luôn, sẽ không có bay luôn. Mình dùng bút này để mình viết tên của từng bạn học sinh lên, từng bạn học sinh lên áo của chú gấu bông này. Và khi mà giáo viên hoặc là bạn bè hoặc là cha mẹ tặng cho các bạn học sinh tốt nghiệp cuối cấp hoặc là tốt nghiệp đại học những chú gấu bông như thế này thì rất là ý nghĩa, đúng không các bạn? Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ tiến hành dán nón nè và bằng tốt nghiệp và cho chú gấu dễ thương này nha. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng súng bắn keo. Súng bắn keo mình đã trang bị keo sẵn rồi nha. Rồi mình sẽ dán vào.
giờ mình đã có một chú gấu tốt nghiệp hoàn chỉnh, có mũ tốt nghiệp và bằng tốt nghiệp rồi các bạn. Chờ một chút xíu mình sẽ viết tên lên áo cho gấu nha. Mình hứa với các bạn sau này là mình sẽ làm thêm nhiều video vẽ gấu nè, rồi đồ handmade, vẽ áo, vẽ nón, vẽ giày,
các bạn yêu cầu thích những cái gì thì mình sẽ làm và hướng dẫn các bạn những cái đó. Nếu mà các bạn yêu thích kênh của mình thì nhớ cho mình một subscribe và nhớ like những cái video của mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.